Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay Mặt Vàng Review sẽ hướng dẫn mọi người cách đăng ký tài khoản Momo mới kiếm ngay 100k nha. Trước hết, các bạn tải ứng dụng Momo trên CH Play hoặc là App Store. Sau đó, các bạn nhập số điện thoại. Lưu ý ở đây, số điện thoại của các bạn phải trùng với số điện thoại các bạn đã dùng để đăng ký Internet Banking nha. Sau đó, các bạn điền các thông tin cá nhân theo yêu cầu của ví Momo. Ở mục mã giới thiệu, các bạn nhập số điện thoại 0768593819. Các bạn hãy nhớ 0768593819. Bây giờ là phần liên kết ngân hàng. Các bạn hãy chọn ngân hàng mà các bạn đang sử dụng nhé. Mình ví dụ ở đây là ngân hàng BIDV. Đầu tiên, các bạn điền họ và tên không dấu. Sau đó là số điện thoại Smart Banking của các bạn. Sau đó, các bạn hãy nhập mật khẩu Smart Banking, nhập mã CAPTCHA để xác nhận. Cuối cùng, các bạn click vào ô tôi đồng ý với các điều khoản, điều kiện. Như vậy là các bạn đã liên kết thành công ngân hàng với ví Momo. Cuối cùng, các bạn nạp vào tài khoản ví Momo 10k. Chọn nguồn tiền là ngân hàng đã liên kết với ví Momo. Như vậy, các bạn đã nhận được quà và các voucher có thể sử dụng từ ví Momo. Ngoài ra, các bạn có thể làm thêm nhiệm vụ để kiếm được nhiều phần thưởng hơn từ ví Momo như trên hình. Hãy cùng nhau đăng ký ví Momo và nhận phần thưởng nhé!